Thưa cô, Sử Nguyễn Hồng xin được giới thiệu với anh chị một tác phẩm nhỏ nhắn xinh xinh đáng yêu. Vâng, một tác phẩm là chuột, một chú chuột tiền vàng, chú chuột tiền tài. Anh chị thấy không? Được chế tác bằng gỗ chắc đỏ đen, chuẩn gỗ chắc đỏ đen của Việt anh chị nhé. Với cái màu đỏ đen rất sống động, rất bắt mắt, rất tuyệt vời. Là một chú chuột đang đứng trên một núi tiền vàng với những đồng tiền vàng đục rất đẹp. Cái màu đỏ đen của tác phẩm chuẩn gỗ chắc Việt rất nổi bật anh chị nhá. Sang đây sẽ đo là kích thước của sản phẩm. Tác phẩm với chiều đây em để là này. Tác phẩm với chiều ngang là 20. Chiều ngang 20. Chiều sâu cho tác phẩm là 15. Và cao cho tác phẩm là 15, bằng một tác phẩm là ngang 20. Ngang 20, cao 15 và sâu 15. Một chú chuột được chế tác bằng gỗ chắc đỏ đen rất đẹp, bắt mắt với ý nghĩa phong thủy rất là hay. Đó là sự sum vầy ấm no hạnh phúc, sự dư giả tiền của. Anh chị muốn sở hữu một chú chuột chắc gỗ chắc đỏ đen chuẩn gỗ chắc Việt đẹp lung linh và long lanh thế này đấy, sẽ điện trực tiếp cho từng gỗ Sử Nguyễn Hồng số điện thoại 0987 336 318 để sở hữu một tác phẩm chuột tiền tài tuyệt đẹp thế này. Này có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp tốt lành của tác phẩm, một tác phẩm rất đẹp. Tác phẩm này cái gì có thể trưng lên bàn uống nước hay một cái vị trí nào với cái kích thước nhỏ nhỏ xinh xinh này, rất nhiều vị trí để anh chị có thể trưng được nhá. Trên bàn làm việc có khi anh chị cũng trưng được. Anh chị nào có bàn cần làm việc ấy thì có thể tác phẩm này cũng tầm việc mà to to một chút ấy, thì bàn làm việc to to một chút ấy, thì có về để với trưng tác phẩm đẹp và có thể làm chặn giấy cũng chặn được anh chị nhá. Một tác phẩm chế tác gỗ chắc đỏ đen bóng bẩy và đẹp. Và đây tác phẩm này cũng dành cho những anh chị mà tuổi Tý và tuổi chuột. Đấy, có thể mua tác phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh này về để rất đẹp, rất sang trọng cho tác phẩm gỗ chắc đỏ đen. Rất mong được anh chị ủng hộ bên em với những cái giá trực tiếp làm ra của từng gỗ Sử Nguyễn Hồng. Còn xin chào anh chị và hẹn gặp lại những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của bên em.